Công an huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Ngô Quang Hiếu, sinh năm 1990, ngụ quận 6 để điều tra xử lý về hành vi giết người. Điều đáng trách là nạn nhân lại chính là cha ruột của đối tượng Hiếu, và trước khi ra tay sát hại cha của mình, Hiếu đã sử dụng ma túy. Sau khi gây án, Hiếu đã đến gặp mẹ ruột để thông báo sự việc rồi lên cơ quan phường đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng trên khai nhận do bực tức vì cha liên tục chửi mắng do việc Hiếu nhiều lần sử dụng ma túy nên y đã ra tay sát hại cha mình. Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Thu Hà và phát hiện gần 240 mét khối gỗ tròn, gỗ sẻ từ nhóm 2 tới nhóm 8. Trong đó có 231 mét khối gỗ loại tròn, vuông hộp có nguồn gốc giấy tờ, còn lại 170 hộp với đủ chủng loại bằng lăng, dầu gió, sao, có đường kính từ 25 tới 35 cm, dài từ 2 m tới 4 m với tổng trọng lượng hơn 19,3 mét khối không có dấu búa kiểm lâm, nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp. Theo lời khai của chủ doanh nghiệp, toàn bộ số gỗ trên được mua trôi nổi khắp nơi để kinh doanh kiếm lời.